Ok, chào các bạn, mình là Linh đây. Ơi, hôm nay gọi là chính thức công bố là gọi là cái gì nhỉ? Rocket 1 giờ đã về thao loạn ở Việt Nam anh em ạ. Cái này mình nói là Rocket Raccoon gì đấy, nhưng mà thôi mình cứ thích gọi là Rocket 1 giờ cơ. Ok. Nhưng mà có một điều rất là hư cấu là từ khi nó kể nó vào tay mình thì nó đã mắc tiền hóa rồi, mình chả phải làm gì cả. Thế nên sự đấy gọi là về đắng lòng ý. Ôi, bắn bắt đầu ngon phết đấy. Đấy, cái khả năng bắn rocket của nó đây, nhưng mà nó bắn yếu lắm. Ôi, đúng rồi, một hàng dòng tập hợp ba con thiếu luôn nào. Ôi, đạn nhiều lắm, các bạn cứ gọi là lượn lách thoải mái đi. Dạo này mình thấy được cái duy nhất là nó có khả năng một là thôi, nói chung là nó có nhiều đạn đi, gọi là sinh lý gọi là cực kỳ là khỏe rồi. Ôi, nhìn giật sấy vào đầu kìa, cảm giác nó không di chuyển được em ạ. Cái độ ở cái dòng súng máy anh em quan trọng nhất là cái độ ổn định với cả độ chuẩn xác của nó ấy. Mình thấy là cái khẩu này là độ chuẩn xác của nó rất là cao, cũng mình chưa thử so sánh với KAC là cạc đấy, nhưng mà mình nghĩ là cũng ổn đấy, bắn rất là mượt, sấy vào đầu thì thôi rồi. Ui vèo kìa, ôi nhích lên, ui một đống á, chết rồi, mình vào phòng toàn vèo rồi. Chết chết đây em ơi, ui mệt quá. Ôi thằng kia nó đỡ cho mình, mày không có thằng đấy là có khi mình héo rồi đấy. Đúng rồi, cứ xếp hàng đi. Ui ôi đạn nhỉ, mày anh nói gì đi. À, chết rồi, hết đạn rồi. Làm sao cơ? Trời ơi, Linh gọi là tha gọi là nhịn, gọi là nuốt nước bọt vào trong từ nãy giờ rồi. Mãi bây giờ mới liếm được. Nhưng cái này mình để là mắc tiền hóa nó gần nó như kiểu khẩu Separate à, cái khẩu súng shotgun mới ấy, nó cũng kiểu nháy. Rồi tí là ổ. Chết, mình vào phòng đen rồi anh em ạ. Phòng này nó nhiều con bóng ma quá, khó chơi. Đẹp, tăng xây sướng. Con này sấy có đồ to xuống lắm, nhưng mà nó không biết là sấy bao giờ nó mới chết. Mày nó hình như nó đang đi bắn thằng AFK. À, vào đây. Nào vào đây. Rồi, ok. Anh em nói chung là xem nhớ cho mình cảm nhận. Ủa chết rồi, toàn vếu thôi. Rồi mình sẽ xả hết đống rocket rồi đi. Bắn rocket chúng có mấy chục máu ấy em ạ. Ủa thôi. Bắn có mấy chục máu thôi. Cái này mình thấy là nếu mà bắn rocket thì với người cũng khá là ổn, nhưng mà đánh với zom thì nó hơi bị te tua tí. Ui, nhiều heo mình bấy sao không biết. Cái này mình chắc là chiều, nếu mà anh em thích thì chiều mình sẽ thử với chế độ AI nhé. Chế độ AI với cái khẩu này rất là ngon. Cái rocket đấy nó hồi, còn cái rocket ở trong chế độ AI thì nó hồi theo kiểu là anh em phải bắn cơ, kiểu nó tích từ từ lên ấy. Còn cái trong zombie với đấu người thì nó sẽ mặc định cho anh em. Nhưng mà bắn chú quỷ thì anh em cứ hồi sinh lại nó lại đầy bom nhé. Ôi, bắn cũng đã phết được đấy, nhìn đẹp nhỉ. Cái này là cái khẩu 51 thôi mà, khẩu 51 M249 ấy. Thế là M249 Anaconda này, M249 GP này. Anh em có nhớ cái khẩu 51, khẩu M249 mà Silver không? Cái khẩu bạc bạc ấy. Thế là 4 khẩu đấy, cả khẩu này đã là 4 rồi. Cũng nhiều đấy. Chuyên kích rất là đầu tư cho anh em, gọi là gia tăng sinh lực với rocket này. Ui, sấy rất là sướng. Nhưng mà hy vọng là chúng nó đừng có vây nữa. Hay đầu to này. À đúng rồi, đây ra đây đầu to này. Nào, anh em hãy nhìn đây. Sấy cho khỏi chạy luôn này. Ui mất bắn thường, nếu mà bắn không trúng đầu thì mất có 101 mấy đâu. 101 máu thôi. Súng máy mà anh em phải chấp nhận thôi. Thế cái này khi mà anh em kiểu như nó bắn cái giạt rocket ra ấy, cái đấy là cái mình rất là ổn, bởi vì nó chặn zom được, kể cả nó dồn đông anh em bắn cái đấy thì nó chặn được nhiều zom lắm. Ui bịt ngay một đống rồi. Nào bơi vào đây. Thế là mỗi lần anh em sống ấy, mỗi lần sống lại thì anh em có 3 loạt rocket, tức là bắn được 3 lượt đi. Ok. Ô, vãi mà nó cũng chết ạ. Chết là để nó ăn. Ô, đang sửa vếu đằng sau. Mày nhá. Được cái là mình thấy nó sấy vào đầu mà kiểu máu đỏ nó lên ý. Ôi, như cô tách là bắn vào mồm vậy. Sợ, hút máu có kinh. Ui ôi, lại nó lại xếp hàng kia, chạy đi. Quá thằng kia nó chạy một mạch kìa, để mỗi mình ở đây này. Ui làm bóng ma quá. Thôi. Ui vãi. Thế mà mới mất hơi thanh của mình chứ. Ui bình tĩnh nha. Ui chết, nó vây rồi anh em ơi. Đẹp tụt chân. Đẹp, trời ơi ra để tụt chân.
Mình không làm gì cả, mình cứ đứng dưới thôi, rất là ăn được luôn. Ủa, chết nó lì quá anh em ơi. Mấy con này thì nó nếu mà nó có cái vòng ấy, vẫn được làm người đấy. Ô, ngon rồi, heo mình không biết mấy sao. Ui anh em nhìn rocket nó bắn ra, nhìn đẹp chưa? Ôi trời. Đây, có chú quỷ nhá. Ở chưa, mình không biết phát đây mình bắn hết rocket chứ, nhưng mà nhìn đẹp ấy. Tuy nó không thấm nhưng mà được cái bắn nhìn nó đã chất. À đâu, mới vào đây. Heo mình hình như 1 hay 2 sao nhỉ? À 2 sao anh em, heo 2 sao. Ui 1 sao thôi, thằng kia nó 1 sao thôi, chết rồi. Giờ nó vây cái là ăn đòn. Ôi ui, vây, chị ơi, chị mình tí chị ơi. Ôi em gọi là yếu sinh lý hơn em, gọi là một gọi là súng, gọi là đại rocket ở đây rồi. Mình cũng khỏe đấy. Ai à, nhưng mình 2 sao chứ, mình tính nhảy cao mà. Ui đồng thế. Rồi win. Ui vẫn sống sót, ấy được giải sống sót rồi này. Lấy được top 2 anh em ạ. Ok mình sẽ cố gắng lấy top nhá. Chứ súng mới mà không lấy được top thì cũng hơi buồn luôn. Ở đây, hôm nay mình chơi theo cái bộ combo Demon. Cái bộ combo Demon này mà chơi với AI nó mới đẹp anh ạ. Nó kiểu nó bắn rocket nó chết một loạt đi. Ui mất 5-6 máu, trời ơi. Ui vừa phải thôi. Mang tiếng rocket quá trời ạ. Cái này rocket chỉ 0,5 giờ chứ không phải 1 giờ. Bắn rocket nó có mấy chung máu này. Nhưng mà được cái kiểu nó bắn nhiều viên ấy, thế là cũng gộp vào cũng khá máu đấy. Cái kiểu là cái lan tỏa này. Ui trời headshot. Ồ được 2 giải thôi, được 2 giải anh em ơi. Ngon. Ok. Là quá ổn. Nói chung là này, nếu anh em mà muốn nhìn cái gọi là hình dạng mặc định ấy, hình dạng mà nó chưa tiến hóa nào thì anh em tìm lại mấy cái clip mà mình chơi ở bên Trung Quốc ấy, thì toàn súng kiểu một sao súng ngày ấy, thế là nó ui vừa lấy sấy vào đầu nhìn ghê không ấy, nhìn máu nó đỏ một vùng lên luôn. Nói chung là anh em sấy vào đầu nó dễ lắm. Thì mấy cái clip đấy kiểu súng ngày ấy, thế là anh em có thể nhìn được cái hình dạng ban đầu của nó, chứ giờ mắc tiến hóa nhìn nó đẹp quá nhiều đôi khi anh em lại không nhận ra. Ôi sấy. Được đấy. Được của nó đấy anh em ạ. Nào bơi vào đây. Ấy được cái trận giòn không. Lì lợi rồi. Mày vào nốt đây xem nào. Lì lợi rồi. Ok 6 kill. Ok nếu review chúng là chính nhá. Mình không muốn cận chiến lắm. Kiểu bắn. Anh em kiểu bắn súng thì sấy vào đầu của nó. Cảm giác nó phê hơn cận chiến nhiều. Cứ cố gắng sấy vào đầu thật nhiều mà. Thế không? Nó không di chuyển được luôn. À, dead. Ui nó đảo thế này. Anh bên đây. Mình vừa lấy mình thấy rồi, mình vừa lấy mình thấy nó núp ở đấy rồi. Phải thành niên vẫn ngồi đấy trốn đấy. Chơi khắm ấy nhỉ. Khắm lọ này. Nào làm gì cơ? Ôi chỗ đổi này. Này thì đổi đấy. Ui. Ai có. Ủa ơi. Thôi chù đồng lắm. Chạy đây. Cái này thì một sao thôi rồi. Ôi được cũng được 2 giải rồi. Anh em xem thì ôi cứ like đại cho mình một cái rồi cho gọi là động lực cho Linh là làm thêm cái khẩu rocket này về chế độ AI nữa cho nó đủ bộ. Ủa có khi anh em nghĩ là nếu mà mình chơi AI ấy, thì nên với chế độ kiểu là với cái combo Demon này là combo ấy nhỉ? Combo Abyss ấy. Anh em thử suy nghĩ nhá. Ui nào làm gì? Ủa nào số khô máu mày luôn. Ôi không chết à, tôi hết đoạn rồi. Ê, em xem nhớ like nhá. Bye. Too hard, but we were traveling.